Để bảo đảm thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, tỉnh Tuyên Quang yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát đối tượng tiêm chủng trên địa bàn, tổ chức huy động người chưa tiêm và đủ điều kiện tiêm đến điểm tiêm trước ngày 28 tháng 2. Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, đến ngày 22 tháng 2, tỷ lệ người được tiêm mũi bổ sung nhắc lại đạt 47,8%, tỷ lệ trẻ từ 15 đến 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi đạt 97,3%, trẻ từ 12 đến dưới 15 tuổi tiêm đủ 2 mũi đạt 98,4%. Những ngày gần đây, Tuyên Quang ghi nhận trên 800 đến gần 1.000 ca mắc COVID mới mỗi ngày. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản cho trẻ mầm non tại các xã phường thị trấn thuộc vùng đỏ nghỉ học từ ngày 21 tháng 2 cho đến khi có thông báo mới. Học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên học trực tuyến, riêng học sinh lớp 9 và lớp 12 tiếp tục tổ chức dạy học theo phương án đã được Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra trước đó. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện vùng xanh tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại trường nếu bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Người lao động bị mắc COVID-19 sẽ được giải quyết hưởng chế độ ốm đau từ Bảo hiểm xã hội khi có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh căn cứ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Theo công văn 238 của Bộ Y tế, người lao động là F0 cần chuẩn bị bản chính hoặc bản sao giấy ra viện nếu điều trị nội trú hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội nếu điều trị ngoại trú, sau đó chuyển cho người sử dụng lao động để làm thủ tục hưởng chế độ. Mức hưởng trợ cấp là 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Ngoài ra, sau khi kết thúc thời gian nghỉ chế độ ốm đau và quay trở lại làm việc, thì trong vòng 30 ngày đầu mà sức khỏe chưa hồi phục, người lao động còn được giải quyết hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa không quá 5 ngày. Mức hưởng là 30% mức lương cơ sở, tức là 447.000 đồng một ngày, tổng là 2,235 triệu đồng. Cũng trong ngày hôm qua, thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 19 điểm cầu từ Trung ương tới các địa phương. Quý 1 năm 2022, từ nguồn đóng góp ủng hộ của cán bộ đoàn viên toàn hệ thống ngân hàng Vietcombank với tổng kinh phí 17,2 tỷ đồng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ phối hợp với Ngân hàng Vietcombank tổ chức trao tặng hơn 12.000 sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 18 tỉnh, thành phố. Dự kiến chương trình sẽ trao tặng 3.111 sổ bảo hiểm xã hội, 8.891 thẻ bảo hiểm y tế tới những người dân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ưu tiên người thuộc đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng 1 theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 4 tháng 6 năm 2021. Hoặc người mới thoát nghèo tại 18 tỉnh, thành phố.